Thưa quý vị, sau thời gian dài tích cực điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã làm rõ đường dây chuyên làm giả giấy nghỉ việc cho công nhân của nhiều công ty, doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội. Cho đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Hận về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Vào đầu năm 2024, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận thông tin của Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu về việc xuất hiện giấy xin việc, giấy xin nghỉ việc của các công nhân nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Nghi vấn sử dụng giấy giả nên yêu cầu hỗ trợ điều tra. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, vào đầu năm 2023, Hận đang làm công nhân trong một công ty thuộc khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu. Thời gian này, Hận thấy nhiều công nhân trong các công ty doanh nghiệp có nhu cầu nghỉ việc đột xuất để hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội mà không muốn mất tiền chuyên cần và phép năm. Từ đó thì hận đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ bán lại cho các công nhân trong các công ty doanh nghiệp với giá là 150.000 đồng một giấy. Hận còn có mối quan hệ với nhiều cán bộ để hỗ trợ cấp giấy chứng nhận các giấy tờ liên quan đến xác nhận nghỉ việc cho công nhân.